số dòng Yamaha nha bà con, tức là TF Yamaha giờ sản xuất Indo toàn bộ nha bà con. TF 150 nè, sản xuất Indo nè, 15 ngựa đây, tất cả giờ khoảng Indo hết à, 15 ngựa nè, thấy không, 15 ngựa đẹp ha, trong phẩm bảo hành 5 nha. TF 90 Indo luôn, TF 120, 150. Đây là mẫu mới, mẫu thể thao, mẫu có đầu đèn là dành TF Indo. Đây mẫu mới nha. Còn mẫu truyền thống là chỉ còn có một lỗi, một hình TF 160, lỗi không đề nhưng lỗi có đề thôi. Đây. Lỗi không đề, lỗi có đề thôi. TF 160 Indo. Mới trong thùng khỏe rồi con ơi. Hơn 20 chặt tháng đầu tiên cho lỗi kỹ thuật thì được lỗi mới thôi. Đó, công ty nó lo mà con cứ xài thôi, hàng mới nó khỏe bà con ơi, bà con khỏi phải ngồi chờ trực sửa rồi mệt lắm, những khi nghĩa đĩa đồ cũ rồi cho con đi làm đường, đang xới hay làm những gì nó chết máy công phiền lắm. Máy mới cứ yên tâm, cứ 2 tháng đầu đổi mới thôi, còn mấy tháng còn lại là bảo hành cốt lóc nè bà con, bảo hành năm á, còn tháng đầu tiên hư hao lỗi trục chặt do đổi mới. Đó là tất cả các hàng mới đều coi vậy, tháng đầu là đổi mới hết. Rồi bà con là có nhu cầu luôn ha, 088 635 6707. Này TF 160 Indonesia. Tháng đầu nữa đổi mới mà con. TF 120 Indonesia, TF 90, TF 150, TF 160 có đề không đề. Con nào có nhu cầu luôn, 088 635 6707.